Ok, chúng ta lại xuống đây. Ui, đây có hàng gì không? Đâu, cái này chỉ trèo lên thôi. Này, chúng ta sẽ đánh cái con rồng. Cái con rắn này. Rồng chứ. Là con pet của cái bọn này. Ôi chứ, mình phải chém nó chứ. Bây giờ mình mất mẹ một lượt rồi. Đấy, sẽ bị tiêu diệt. Ôi, mình đánh bị lỡ một lượt rồi. Con này rơi ra lắm đồ. Mẹ, đây, đây, đây. Ui, đây, con này nó khe lửa rất là điên cuồng luôn. Con này mẹ không phải dạng vừa mà, nên mình phải sắp gáp thôi. Giờ mình đến sắp power rồi. Mẹ, con này nó khe một phát luôn, bay luôn. Ok, con này nó, nên là hy vọng là cái chiêu khe này của nó xịt xuống này. Nên là con này nó đánh ra ngọc phải dễ phết nhỉ. Mình tưởng là nó khó nhưng mà ra. Nên mình sẽ mình sẽ trao hàng nó một tí. Nên là cái con này rất là mạnh luôn đấy, không phải là yếu một tí nào. Một trong những cái con boss mạnh nhất của cái story mode. Red Disruption một vả đấy. Nhưng mà cái chiêu khe lửa của nó, ui ôi, đấy vừa nói rồi. Ui, con này phè khe vãi tè luôn. Còn đấy của mình chết rồi này. Ui, con này nó vả nó khe cho. Mình xem là, ôi chết rồi, con này nó lại vừa hồi sinh nó không choảng được. Ok, mình sẽ từ từ mình sẽ đánh cái ấy. Mình sẽ item này, cái này có khi mình cũng chả bao giờ mình dùng ấy. Dùng mẹ cái Noble Elixir cho nó máu. Không cầm nhiều chả đèo gì. Nó gấu. Cho một trận. Em mất nửa cây máu rồi. Death Sanction. Rồi lại phun lửa tiếp rồi. Ui, hình như là cái sub power của mình, mẹ nó cảm thấy nó chả có nghĩa lý gì ra nhỉ. Không phải đá ấy. Ủa mẹ rồi. Để mình My Reinforcement. À, God Reinforcement. Con này khe lửa điên thế. Vãi đá chắc. Nên là con này rất là mạnh luôn. Cho mày phát. Ok, mình sẽ không. Mình chơi nó luôn. Nên là có khi mình giết con mẹ con này luôn ấy. Nên chả cần phải đợi combo của mình. Có khi cái thằng kia cầm thương mình chọc chết mình. Ui, con này nó phòng thủ khỏe quá. Thôi chết rồi, không giết được nó rồi. Không giết được nó là nó sẽ hồi máu lại sao. Đúng rồi, chúng ta phải chuẩn bị kỹ hơn. Chúng ta phải hạ cái defense xuống bằng cái sub sub defense. Chẳng như là cái pháp. Ôi mẹ, vừa giết là nó sinh luôn này. Ok, chúng ta vẫn giết được con này. Sao sao? Nên là đây con rồng. Con rồng này nói tiếng Anh sõi vết. Nên là giết nó không được đẹp lắm, nhưng mà thôi chúng ta vẫn giết được nó rồi. Đúng ra là chúng ta đánh chuỗi 4 này. Bao gồm cả sáp gáp này. Sáp gáp sao nhỉ? Sáp gáp My Reinforcement nữa kiểu ấy. Chúng ta dạ nó chết luôn nhưng mà thôi, đánh cũng thắng. Và chúng ta nhặt được cái anh chờ Curio. Đây là một level. Này có cái kiếm này. Nó là cái Demon Sword, thanh cơ một quỷ Demon Thin. Ôi chìa. Mình đang để cho thằng Angrin cầm. Ủa thằng này 60.000. Nên là mình bảo cái con này nó đam. Cái damage của nó rất là tởm mà. Nên là cái kiếm này nó còn mạnh hơn cả cái cây Cram của mình này. Mà thanh kiếm pháp thuật màu đen à, là nó được tương truyền là nó ở trong bụng của rồng này. Blood Bane, con rồng kia tên là Blood Bane.
Nên đại khá đây là cái vũ khí rất là mạnh mình cho thằng này cầm. Nên là đây là cái con trùm ấy. Ok, này mình qua cái chỗ kia rồi. Giờ này mình nhớ. Không được vẻ vang lắm mà tạo tật quật của nó. Bởi vì cái damage thuần của mình cũng to mà, nên mình cũng chẳng cần phải đánh special 4 lượt ấy. Nhưng mà đúng là nếu các bạn không có vũ khí xịn mà là như có cái cây thương rồng cái gì đấy. À đâu, nó gọi là thước khủng long à. Thì chắc mình nghĩ đập con này hơi bị khó đấy. Không phải là dạng vừa đâu. Cái chỗ này nó còn cái gì đấy. Không, mình chẳng quan tâm, mình sẽ quay lại đây thôi. Mình nhảy ngược lại đây thôi. Nên là mình sẽ đi tiếp cái đoạn mà... cái gì nhỉ? Đi tiếp cái quest chính là đi giết cái thằng thủ lĩnh ở cái trong cái khu này. Cái đường này không nhỉ? Hy vọng là đúng rồi, mẹ vẫn đúng đường, không bị lạc. Cái lâu đài băng mà. Tầm này không sợ mùa hè. Nhưng mình phải tẩn thằng này ra, mình không đóng băng của nó. Ôi, mẹ đông thế. Cơ hội để chúng ta hồi máu. Nên là cái con Blood bên kia là nó mạnh hơn cả mấy con trùm phần khó đấy. Như ở lần trước mình đánh ấy. Bởi vì cái chiêu mỗi tội là cái chiêu phun lửa của nó ấy. Nên là mình nghĩ là có thể chuẩn bị là chúng ta mặc mấy cái đồ kháng lửa ấy. Nên là có vẻ như cái sóc gác của mình nó chả tác dụng. Bởi vì cái sóc gác này nó chỉ chống được mấy cái đánh vật lý thôi ấy. Còn phun lửa là nó không chống ấy. Nên là mình nghĩ là tối ưu là chúng ta có thể mặc mấy cái đồ kháng lửa ấy. Nên cái damage nó rất là to luôn. Nên là nếu các bạn đã chơi Ending B mà các bạn không cẩn thận ấy, thì mình nghĩ là nó chỉ có phun lửa các bạn một phát là các bạn chết con mẹ hết team. Nên là rất là khủng khiếp. Mẹ lực lửa của anh. Lực mẹ mồm anh phun lửa rất là tở. Lửa rất là nóng. Thấy như nó hồi sinh rồi. Ui, cái gì đấy? What? Anh làm gì đấy? Mình đang định farm ít ngọc. Đập đi, đập đi. Hungry mình đập chán. Double slash. Ui, lại gọi thôi. Ta cho mình một phát. Cái thằng này nó lại mẹ mày invo feather liên tục. Bét vãi đáng. Ôi, cho mình một chiêu AOE cho chết con mẹ. Thực ra cái thằng này bắn không cũng chết thế nào. Đây này. Fury mình bắn mẹ không cũng chết. Đâu, một phát này nữa. À đâu. Mình có thể đánh cái Poison Blow mà quên mất. Để dọn mẹ luôn, bọn này phò phạch mình à. Mình quên mẹ mất luôn đấy. Cái gì mất công tham bọn này nhỉ. Quên mẹ mày, quên tiệt luôn đấy. Cho mình một phát. Và hấp diêm hội đồng. Yes. Nó là cái đường này đó. Ơ mẹ đừng bảo là quay lại đâu, không phải. Chứ mình vẫn đã đi đúng rồi. Nên mình phải nhảy lại thôi. No. Chả biết là có đúng không. Hình như là mình phải đi nhanh ra, mình chẳng nhớ là loại này nó như nào, nhưng hình như là phải vượt qua mấy con chó này là mấy con chó canh cửa đấy. Và chúng ta đi vào cái chỗ giữa này. Đây này.
Nghe cái gì nhỉ? Có khi mình phải trang bị mẹ cái Dimensional Split không? Tiền vãi nồi luôn. Quật ạ. Tổ. Phạt đòn. Mẹ mày. Mày đánh chị mày. Cái poison blow này là mẹ dọn mấy con rẻ rách. Ui, không chết à? The fuck? Bọn này không chết thật, vãi đài. Our work here is done. Let's go. Oh, Elise, ở đây thôi. Để mình gắn cái này thôi. Không biết là có xuyên được cái bọn này không? Bỏ mẹ này đi. Dimensional Sleep. Đây này chuẩn mẹ luôn. Đây này, mình phải thay cái này vào cái này thôi. À đó. Nếu mà thay là nó không ấy được à? Đây này, hình như là chúng ta phải nhanh thôi. Này. Mình sẽ phải mắng nên cái đoạn này chúng ta phải nhanh ấy. Đây mình. Không thì lửa nó sẽ tắt này. Nó là cái chỗ nào ấy nhỉ? Lúc nãy có cái cửa đây này. Đây. Chuẩn mẹ luôn. Đấy, nên là chúng ta phải thay cái lửa của mình vào cái chỗ đấy ra. À. À không phải. Nói chung chỉ dập tắt cái lửa thôi, về sau nó không nhanh thì nó tự động nó bật lên ấy. Thì cái băng kia là nó sẽ lại dựng lên ấy, không hiểu là cái cơ chế sao cái kiểu cái băng đâu cái lửa đấy. Đâu cái băng đấy thì lại được duy trì bởi cái lửa. Nên đại khái là như vậy. Nên nó không liên quan gì đến cái ngọn lửa xanh hay cái lửa đỏ của mình mà chúng ta lấy ấy. Cái đấy để đánh cái con Blood Bane thôi. Còn nếu mà các bạn không lấy cái lửa đấy thì cũng chả đánh cái con rồng đấy. Gọi là trùng phụ mà. Nhưng mà mình nghĩ là cái con đấy là con khỏe, cái trùng chính ấy. Con đấy là mẹ mà... Con đấy là thảm họa đấy, con đấy là... Nếu mà các bạn chơi cái trò này mà... như mình nói là chơi bình thường ấy. Thì các bạn gặp con đấy là các bạn... nó cho các bạn chết luôn ấy. Mình là đồ mẹ về vũ khí tận răng mà nó có đập cho vãi đái á. Nên là con đấy là thảm họa đấy. Không phải là vớ vẩn đâu. Ở đây có con robot này. Mình mặc mẹ này mình đi xuyên qua nó luôn. Nó hơi bị thiếu kích tính à. Mẹ chúng ta quay lại chúng ta cho nó một trận. Creation Zoo. Con này thì mạnh mình nhỉ. Con này còn yếu hơn cả mình. Ui, con này khỏe phết đấy, đùa. Ui, khỏe nhà mẹ không đánh tí chết. Tao phát chán rồi. Thằng này nó cầm cái kiếm này bổ điên hơn này. 4-5 nghìn này. Nên là được cái special của thanh niên này vẫn tởm. Còn cái Lucian kia thì... Thực ra là nếu mà mình chơi cái con Blood Bane ấy. Nếu mà mình chơi bình thường là mình chỉ lấy Ending B ấy. Còn chơi bình thường chả phải làm cái gì ấy. Thì đến cái tầm này thằng Lucian vẫn sống ấy. Chúng ta cho thằng Lucian vào đây nhá. Thì đánh cái con Blood Bane còn nhàn hơn. Bởi vì chúng ta đã farm ngọc tím rất là dễ.
Nên là cái con đánh phép của mình nó đánh liên tục ấy. Nên là cái con bất lợi bên thì trên thế là nó còn chả có cơ hội để mà tận mình ấy. Pha ngọc tím liên tục sao con này nó hồi máu như điên ấy, sao nó bắp và đi bắp nó dễ hơn ấy. Từ ngay từ lượt đầu luôn. Thực ra là vừa vào là cái lượt đầu của mình nó hỏng hỏng rồi ấy. Bởi vì chúng ta không chém nó mà chúng ta nhảy vào đấm, nhảy vào mồm của nó ấy. Thế là lúc nãy là cũng hơi bị hớ ấy. Ok, what the fuck man. Còn đúng ra là cái lượt đầu là chúng ta có thể búp My Reinforce chẳng hạn ấy, và tăng lực đánh ấy. Nhưng mà chúng ta bị hỏng nên là đánh nó không được mượt lắm, nhưng mà chúng ta vẫn tiếc được nó. Ơ, từ mẹ thằng này trốn kỹ nhỉ. Thằng chùm này trốn kỹ ghê. Nhảy vào đầu thằng này rồi. Mẹ lính canh hay phép. Nên là bây giờ lại quay lại cái chỗ này. À, bây có chỗ nhớ này. Nhớ. Mình chẳng nhớ lắm. Mình hy vọng là mình không nhớ đè lên cái gì ấy.